Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày mùng 5 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ thôn Tam Đa, Đảng bộ xã Tam Đa, huyện Phù Cử. Hội nghị tổng kết hoạt động xúc tiến tiêu thụ nhãn năm 2018 và triển khai lễ hội cam năm 2018. Năng suất lúa mùa ở nhiều địa phương của huyện Kim Động đạt thấp hơn so với vụ mùa năm 2017. Thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoai Châu xây dựng thành công nghĩa trang nhân dân đồng bộ. Nhiều tuyến đường ở huyện Ân Thi xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Huyện Văn Lâm nóng về tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên các trục đường giao thông và kênh mương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công điện số 2806 về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, gửi thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, nội dung như sau. Căn cứ công điện số 4500 ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị cơ sở thuộc thẩm quyền địa bàn quản lý thực hiện nghiêm nghi lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong thời gian 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 10 năm 2018, cụ thể như sau. 1. Thực hiện việc trao cờ rủ tại trụ sở cơ quan công sở. Cờ rủ là quốc kỳ, có dải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, trao cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. 2. Dừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong thời gian trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt Đảng thường kỳ với chi bộ thôn Tam Đa thuộc Đảng bộ xã Tam Đa, huyện Phù Cử. Chi bộ thôn Tam Đa là một trong 9 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Tam Đa. Chi bộ có 48 đảng viên sinh hoạt ở 3 tổ đảng. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã trao đổi về vấn đề trồng cây vụ đông, đặc biệt là nước tưới và sâu bệnh gây hại. Tiến độ làm đường DH64 còn chậm, nhiều tuyến đường ở khu vực chuyển đổi xuống cấp, đi lại khó khăn. Các đảng viên có nguyện vọng mong các cơ quan chức năng nghiên cứu để cây vải chín sớm từ 10 đến 15 ngày giúp nâng cao giá trị trên thị trường. Phát biểu với các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương những kết quả mà chi bộ thôn Tam Đa nói riêng và Đảng bộ xã Tam Đa nói chung đã đạt được, đặc biệt là việc chuyển đổi hơn 200 ha đất trồng lúa sang trồng cây vải lai u cho hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù đi đầu trong chuyển đổi nhưng địa phương có ít vi phạm về đất đai. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần tập trung phát triển nông nghiệp, chuyển đổi 50 ha đất trũng sang nuôi thả thủy sản. Xác định vải lai u là cây trồng chủ lực, phải giữ thương hiệu cho cây vải bằng bao bì, mẫu mã, đẩy mạnh sản xuất theo hướng Việt Gáp. Vận động bà con không thu hoạch sớm, làm mất giá trị thương hiệu, tiến hành sản xuất theo chuỗi liên kết, thành lập các hợp tác xã. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương cần quan tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng, quản lý xây dựng các công trình đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ làm đường trục xã, có kế hoạch xây dựng chợ nông sản để hỗ trợ tiêu thụ vải, quan tâm đến tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, chú trọng giáo dục đào tạo, phòng chống tai tệ nạn xã hội. Đồng chí yêu cầu việc ra nghị quyết phải sát với tình hình thực tế địa phương và triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động xúc tiến tiêu thụ nhãn năm 2018, chuẩn bị triển khai tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, lễ hội cam Hưng Yên năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và đại diện các hợp tác xã, nhà vườn, doanh nghiệp tiêu thụ nhãn. Vụ nhãn vừa qua, tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt trên 48.000 tấn. Tuy nhiên, sản lượng nhãn sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp vẫn chiếm rất ít, đạt hơn 4.500 tấn.
Để tạo các điều kiện thuận lợi giúp tiêu thụ nhãn cho nông dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tiêu thụ ở cả trong và ngoài tỉnh như lễ hội nhãn lồng, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh, phiên chợ nhãn tại khu đô thị Eco Park, tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội. Kết quả đã có hơn 1.700 tấn nhãn được ký kết tiêu thụ với các hệ thống siêu thị, doanh nghiệp trong nước. Toàn tỉnh ước thu từ nhãn đạt 1.050 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu vụ nhãn tới, cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn hỗ trợ người trồng nhãn, tăng cường sản xuất, xây dựng vùng thâm canh an toàn Việt Gáp để nâng cao giá trị, làm tốt quy hoạch, không trồng thêm diện tích, cần cải tạo diện tích nhãn hiện có để nâng cao chất lượng quả. Tập trung xúc tiến và liên kết tiêu thụ nhãn và các loại hoa quả nông sản khác, trọng tâm là thị trường trong nước thông qua hệ thống siêu thị, đại lý phân phối, tiến tới xây dựng các vùng sản xuất hoa quả gắn với du lịch dịch vụ. Các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng và lễ hội cam Hưng Yên năm 2018. Sáng nay, Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cho 360 hộ xây mới, 543 hộ sửa chữa, theo đề án còn trên 200 hộ chưa hoàn thành xong. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, trưởng Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho người nghèo yêu cầu các huyện thành phố chưa hoàn thành cần tiếp tục rà soát các hộ cần sửa chữa xây mới để tiếp tục thực hiện, đồng thời điều chỉnh số đối tượng còn lại trong đề án đã được phê duyệt trước ngày 15 tháng 10 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ban chỉ đạo các huyện thành phố chỉ đạo hoàn thành nhà ở cho các hộ nghèo còn lại xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo tiêu chí mới, các huyện thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát hộ nghèo, gia đình người có công để xây dựng đề án tiếp theo giai đoạn 2019-2024. Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần phát động các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, nguồn vốn triển khai đề án mới trong những năm tiếp theo. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành kiểm tra Đảng qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bộ máy làm công tác kiểm tra Đảng, khối Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã phát huy truyền thống và không ngừng lớn mạnh với 25 ủy ban kiểm tra cơ sở và hơn 100 ủy viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Với nỗ lực thực thi nhiệm vụ, ngành kiểm tra Đảng khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Đến thời điểm này, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được trên 10.000 ha lúa, trên tổng số gần 33.000 ha, ước năng suất đạt gần 57 tạ một ha. Do khống chế kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại, lại không chịu ảnh hưởng của mưa bão, nên vụ mùa năm nay lúa phát triển tốt. Tuy chỉ có trên 1.000 ha diện tích lúa của huyện Phù Cừ, năng suất lúa đạt thấp hơn các địa phương khác do bệnh bạc lá gây hại trên một số giống nhiễm như bắc thơm số 7, nếp các loại, thiên ưu 8. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 10.000 ha lúa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, năng suất lúa ước đạt gần 57 tạ một hecta, cao hơn vụ mùa năm 2017, 3 tạ một hecta. Cùng với việc thu hoạch lúa, vụ mùa, bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng cây vụ đông, ưu tiên sử dụng các giống rau củ quả ngắn ngày. Một số hộ nông dân đã áp dụng phương pháp trồng sen, trồng cối, vừa đảm bảo kịp khung thời vụ, vừa tăng hiệu quả cây trồng vụ đông. Vụ mùa năm nay, một số xã trên địa bàn huyện Kim Động năng suất lúa chỉ đạt 150 đến 170 kg một sào, thấp hơn vụ mùa năm 2017 từ 20 đến 30 kg một sào. Vụ mùa năm nay, huyện Kim Động gieo cấy trên 4.000 ha, đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được 37% diện tích. Theo cán bộ nông nghiệp huyện cho biết, giai đoạn lúa mùa phơi màu, thời tiết mưa nhiều, cùng với đó việc phòng trừ tẩy nâu, sâu cuốn lá của bà con nông dân còn chưa kịp thời,
dẫn đến diện tích lúa của một số xã bị cháy, hạt lép như các xã Phạm Ngũ Lão, Song Mai, Nghĩa Tân. Ước tính ban đầu cho thấy năng suất mỗi sào lúa mùa thu được chỉ từ 1,5 đến 1,7 tạ, giảm nhiều so với vụ mùa năm 2017. Thôn tôi năm nay là bị cháy dày và bị cháy lá. Hộ mà bị cháy thì chỉ bình quân 5-60 cân thôi. Các gia đình mà không bị cháy thì cũng vẫn đạt được khoảng tạ 8-2 tạ. Đến thời điểm này, bà con nông dân các địa phương ở huyện Ân Thi đã trồng được gần 400 hectare cây vụ đông. Điều đáng nói, một số địa phương có phong trào rẽ lúa trồng cây bi sớm đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch. Các địa phương có phong trào trồng bí sớm là các xã Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi và Tiền Phong. Từ đầu tháng 9 dương lịch, bà con đã rẽ lúa trồng bí. Hiện nay, giống bí ngô bao tử đã bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán từ 8.000 đến 9.000 đồng một kg, thị trường tiêu thụ thuận lợi, thương lái đến tận ruộng thu mua. Ước tính năng suất, mỗi sào bí ngô cho thu từ 1,2 đến 1,5 tấn quả. Nhiều hộ trồng với diện tích từ 2 đến 3 mẫu như gia đình ông Nguyễn Văn Thùy, Phan Văn Quỳnh, Trương Đình Oản tại xã Hồ Tùng Mậu cho biết, trừ chi phí trồng bí ngô cho thu lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một sào. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện đầu tư các công trình kết nối giao thông theo chương trình hợp tác giữa Hưng Yên và Hải Dương, đến nay, dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 80 trên địa bàn huyện Phù Cừ với huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương đã thi công đạt 70% khối lượng và sẽ hoàn thành trong năm 2018. Đây là dự án có quy mô đường cấp 4 đồng bằng, chiều dài tuyến trên 2,6 km từ cầu Sao đến ngã tư Nhật Quang với tổng mức đầu tư 17,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Phù Cừ. Hiện nay dự án đang được triển khai thi công theo tiến độ phê duyệt, đã thi công xong phần nền, trải bê và chuẩn bị trải thảm áp phan. Dự kiến đến hết năm 2018, dự án sẽ hoàn thành. Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã triển khai thi công đường 396 thuộc huyện Thanh Miện khi hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông giữa hai tỉnh. Cùng với đó, dự án kè mái sông Hiệp Hòa chạy song song với đường 80 đang được khẩn trương thi công và đạt trên 80% khối lượng và cũng sẽ hoàn thành trong năm nay, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn còn lén lút hoạt động, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Khoai Châu đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thống kê đầu năm 2018 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Khoai Châu đã phát hiện 152 xe quá khổ quá tải, đã lập biên bản xử phạt 118 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mà tình trạng xe ô tô tải vi phạm chở hàng quá tải quá khổ trên địa bàn huyện Khoai Châu đã giảm đáng kể, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng. Với mục tiêu giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng tham gia giao thông, công tác tuần tra xử lý các phương tiện chở quá tải sẽ được các lực lượng chức năng huyện triển khai thường xuyên, liên tục. Ngoài việc tổ chức cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm, sẽ tiến hành tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hiện nay, một số tuyến đường của huyện Ân Thi do lưu lượng phương tiện qua lại cao, tải trọng lớn đã gây ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân sống xung quanh khu vực những tuyến đường này. Theo phản ánh của nhiều người dân, tuyến đường liên xã dài 500m giao với đường 38 cũ và đường 38 mới nối liền giữa thị trấn Ân Thi và xã Quảng Lãng 3 năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ngày càng nhiều ổ voi lớn. Không chỉ bụi vào mùa hè, ngập ngang bánh xe vào những ngày mưa to khiến nhiều người đi qua đây liên tiếp bị ngã. Người dân ven tuyến đường đã bỏ tiền túi ra để san đường. Tuy nhiên, nhiều xe tải trọng lớn đã khiến con đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Mỗi một trận mưa nước nó ngập, dân đi lại rất là khó khăn, mà các cháu nó đi học thì nó đi đến đây nó nhiều ổ gà, nó sâu quá nó ngã. Thế nhà các bác cũng ra mấy lần nâng các cháu rồi, và cái ông quản trường ở Quảng Đãng này đi ngã đêm ở đây rồi. Lại gọi nhà bác kêu là hai vợ chồng nhà bác lại mở cửa ra để nâng ông lên, nhưng xe và nâng ông lên rồi gọi bác sĩ ra để khâu vá cho ông ấy, nó bị toạc chân. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi sự việc xảy ra trên tuyến đường 382 chạy qua xã Bắc Sơn và xã Phù Ủng. Nhiều ổ voi lớn đã xuất hiện khiến người tham gia giao thông dễ bị ngã. Khoảng 5 km đường chạy trực tiếp qua thôn Chu Xá, xã Bắc Sơn và thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng cũng đã xuống cấp từ nhiều năm nay.
Theo người dân, tai nạn xảy ra trên con đường là không kể hết. Ngoài bụi đường dày đặc, vào mùa mưa to ổ voi lớn, nước ứ đọng, nhiều xe ô tô đi qua đây đã bị chết máy, khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Rất nhiều các loại xe, từ phân khối lớn, rồi xe vật liệu của các nơi là chở ngày đêm. Và đây là có một số các cái bãi vật liệu trực tiếp nằm trên cái đường này. Cho nên là cái đường nó xuống cấp trầm trọng, các cháu đi công ty nhiều, đi lại ngày đêm là khi các cháu về là những cái ngày mưa gió là thường xảy ra tai nạn. Những cái ngày trời mưa, những cái ổ gà, ổ voi thì nó trắng băng nước, nó chỉ còn một tí con trạch nó bé đi vừa người đi bộ thôi. Theo người dân các xã trên, những tuyến đường xuống cấp thường được khắc phục tạm thời bằng cách giải đá xăm. Tuy nhiên, việc này đôi khi lại làm cho người tham gia giao thông trở nên khó khăn hơn và dễ xảy ra tai nạn hơn. Để ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 thu hút được đông đảo cán bộ người dân tham gia hiến máu, câu lạc bộ tình nguyện viên hiến máu tỉnh đã tích cực đi vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên tham gia. 20 tình nguyện viên chữ thập đỏ của các câu lạc bộ tình nguyện viên hiến máu tỉnh đã chia thành từng nhóm đi đến các đường phố, các hộ gia đình, các khu đông người dọc các tuyến đường Điện Biên, Phạm Ngũ Lão, khu vực quảng trường, Hồ Bán Nguyệt, chợ Chiều để gửi những thư mời và thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức của mỗi người dân về việc hiến máu không có hại tới sức khỏe là hành động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời giúp người dân hiểu được hiến máu cứu người không chỉ là hoạt động tình nguyện mà đây còn là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Những năm qua, bằng sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, thôn Ninh Tập, xã Đề Tập, huyện Khoai Châu đã xây dựng thành công nghĩa trang nhân dân đồng bộ tại địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nghĩa trang đồng bộ, đến nay nghĩa trang thôn Ninh Tập đã quy tụ được gần 800 ngôi mộ. Các ngôi mộ được xây dựng cùng một kích thước. Mỗi ngôi mộ có chiều dài là 1,2m, rộng 0,8m, cao 1,5m, mộ cách mộ 0,3m. Đặc biệt, đường vào các khu mộ đều đã được xây dựng bằng bê tông, sạch đẹp, rất thuận tiện cho nhân dân đi lại thăm viếng. Việc xây dựng thành công nghĩa trang đồng bộ đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng về tư tưởng của nhân dân, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nếp sống văn minh của người dân thôn Ninh Tập. Những năm gần đây, với sự gia tăng nhanh chóng về dân số cơ học, huyện Văn Lâm đứng trước những thách thức về môi trường, đặc biệt là tình trạng vứt rác bừa bãi. Trong bối cảnh huyện Văn Lâm đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới, vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Dọc theo tuyến quốc lộ 5, qua địa phận các xã Lạc Hồng, Trưng Chắc, Đình Tù và thị trấn Như Quỳnh, ven tuyến tỉnh lộ 385, qua các xã Lạc Đạo, Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát như thế này. Điểm chung của những bãi rác này là xuất hiện ở những đoạn đường thưa dân cư, những bãi đất trống. Ngày qua ngày, rác thải sinh hoạt, phế phẩm sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, chất thành bãi, bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho các sinh vật truyền nhiễm phát triển. Và cách giải quyết được nhiều địa phương lựa chọn là đốt cháy. Mùi hôi thối khó chịu. Đến gió bắc là nó thổi về. Nhà có công có việc gì là nhặng nhiếc nó vào. Vài hôm đầy người ta lại đốt nó khói mù mịt lên cho nó đi thì tai nạn. Có thường xuyên xảy ra không ạ? Thường xuyên xảy ra như thế. Giải thích về sự xuất hiện của những bãi rác tự phát này, lãnh đạo nhiều xã đều cho rằng không phải do người dân địa phương mà là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc cư dân nơi khác đổ trộm. Các điểm phân rác đây là tự bột phát, tức là do hoàn toàn là người không phải là người dân đổ, mà người dân chúng tôi đã thu gom hàng ngày. Người dân không bao giờ đổ ra đường năm, mà đây là do các công ty hoặc là cá nhân nào đó ở các xã khác ra ngoài ra đi dọc đường năm, là tiện ta vứt đổ trộm rồi ta chạy. Cho nên mới để xử lý để bắt được cái người này là cũng rất khó. Không chỉ ven đường giao thông, hệ thống sông ngòi kênh mương tưới tiêu trên địa bàn huyện Văn Lâm cũng đang gánh chịu một lượng lớn rác thải, nhất là trên sông Đình Dù qua địa phận thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo. Tình trạng trên không chỉ gây ách tắc dòng chảy, cản trở quá trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe con người. Khi mà phát hiện ra các cái điểm mà vứt rác của bà con nhân dân gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, đặc biệt là công tác tưới tiêu thì xí nghiệp đã gửi các cái văn bản, công văn về ủy ban các xã thị trấn và ủy ban huyện đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là cắm mốc, cấm đổ rác và công trình thủy lợi. Đến thời điểm này thì một cũng đã có sự chuyển biến nhưng mà trên tinh thần cũng chuyển biến không được nhiều. Điều đáng nói là tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng huyện Văn Lâm vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
sự buông lỏng, thiếu quyết liệt từ huyện đến cơ sở, cùng với sự thiếu ý thức, trách nhiệm của một bộ phận nhân dân đang khiến vấn đề này ngày càng nan giải. Khắc phục tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường không phải chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay nâng cao ý thức của đông đảo nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nông dân huyện Tiên Lữ dồn sức ra đồng trồng cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi xã hội hóa gần 3 tỷ đồng xây dựng trường mầm non. Nhiều ao hồ ở huyện Khoai Châu bị ô nhiễm nặng do ý thức của người dân và sự thiếu kiên quyết của các cấp chính quyền. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.